À, vâng, Shop Tuấn Lan lại gửi lời chào đến toàn thể các bác anh em đam mê đi săn bẫy, đi rừng, đi tìm hoa phong lan, các bác đi tìm săn ong các nhá. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho các bác một cái mẫu sản phẩm. Đây là những cái chiếc guốc trèo cây, hay còn các bác còn gọi là dụng cụ hỗ trợ anh em trèo cây, cựa trèo cây. Đấy, rất nhiều video em đã giới thiệu rồi và em test thử cho anh em xem rồi. Thì hôm nay hàng lại tiếp tục về để phục vụ các bác. Các bác nào mà đang quan tâm về cái mẫu cựa trèo cây hay dụng cụ hỗ trợ trèo cây này thì có thể liên hệ trực tiếp bên em các nhá để đặt hàng. Bên em là luôn luôn là giao hàng ship hàng qua ngành bưu điện. Anh em nhận hàng các bác mở ra kiểm tra. Đấy, ok mới thanh toán tiền. Đấy là quyền lợi của anh em. Anh em không phải cọc cạch gì. Ngoài ra thì bên em cung cấp tất cả các dòng quần áo bắt ong rừng này. Đấy, hay là ống nhòm săn ong, tìm ong các nhá. Đấy, quần áo bắt ong rừng hôm nay về khá là nhiều. Đấy, hôm nay lại giới thiệu cho các bác. Và bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết để các bác nào mà đang có nhu cầu thì có thể tham khảo kỹ cả các bác nhé để đặt hàng. Đấy, dây bảo hiểm, dây an toàn. Thì đầu tiên như có thấy là em sẽ giới thiệu trước cho các bác một cái bộ hàng này, hàng Việt Nam không nhá. Đấy, hàng Việt Nam em nói giới thiệu luôn về cái giá cũng như là cái guốc này, cái cựa trèo cây này. Đây là cái mẫu một đinh thôi nhá. Đấy, một đinh 100% là bằng inox hết, kể cả cái thanh này bằng inox hết này. Đấy, và đây là một đinh này các bác nhá, rất là sắc, anh em dễ trèo. Anh em mà đã trèo quen rồi thì có thể trèo cái loại cái mẫu một đinh này rất là ok luôn. Và nó có chân trái và chân phải nhá. Đấy các bác, nói chung là các bác đi giày, đi ủng là trèo rất là nhanh. Các bác phải đi cắt gỗ rất là ok. Cái này thì nó có 3 nấc anh em nhá. Một nấc trên là chống chân mà các bác cao thì có cho lên trên. Vừa vừa cho nấc giữa, còn các bác chân ngắn thì có thể cho nấc cuối cùng. Đấy. Và cái này sẽ có một cái ấy xốp ở đây để anh em đỡ đau chân nhá. Đấy, dây dù siêu bền hết rồi. Dây này thì như thấy là dây hai lỗ, rất là chắc chắn và an toàn. Dây dù chắc chắn đâu nhá. Đấy, đây là cái loại một đinh thôi nhá. Chất liệu 100% bằng inox hết. Đấy, anh em yên tâm. Một đinh này giá 500 thôi nhá. Đấy, bên em bao ship toàn quốc, anh em nhận hàng trả tiền. Đấy, một đinh. Và tiếp tục giới thiệu với bác là cái mẫu hai đinh. Hai đinh này như thấy là đây nó có hai chân trái chân phải nhá. Đấy. Thì các bác đi bên nào cũng được. Đây, các bác làm sao cắm cái hai cái đinh này sẽ cắm một cây thôi nhá. Đấy. Thì cái này thì bên em là bằng thanh thép dẹp các nhá, thép nguyên khối của nó. Đấy, đảm bảo chắc chắn luôn. Đấy, và cái đinh này là bằng inox hết đâu nhá. Đấy, đinh này inox, bên em mài nhọn sắc bén cho anh em rồi. Đấy, và ở trong này cũng có một cái tấm xốp để các bác chống đau chân. Đấy, và cái này là dây dù siêu bền. Đấy các nhá. Hai lỗ dẹp rất là chắc chắn cho anh em. Cái này thì bên em đang bán là 350.000 đồng. Đấy, bao ship toàn quốc, anh em nhận hàng trả tiền. 350.000 đồng thôi các nhá. Đấy, giá cực hợp lý cho anh em. Đây là cái guốc trèo cây hai đinh các nhá. Và tiếp tục thứ ba, mẫu thứ ba là cái mẫu bốn đinh thôi nhá. Mẫu là hàng cửa khẩu, em nói rõ luôn là hàng cửa khẩu, giá cực hợp lý cho anh em. Cái này thì của nó là bốn đinh, 1 2 3 4. Cái này thì nó có chân trái chân phải nhá. Đấy, anh em có thể trèo nó có đi theo thôi cho các bác hai dây này. Dây này thì các bác có thể buộc thêm dây bằng vải nữa cho nó chắc chắn luôn nhá. Mẫu này bằng thép trắng. Đấy, thép trắng các bác nhá. Thép trắng nên là giá nó chỉ có 280.000 đồng thôi. Bên em bao ship tận nhà rồi. Đấy, cái này anh em trèo cao rất là ok. Đấy, nhá. Và tiếp tục, ngoài ra thì bên em cung cấp cả dây bảo hiểm các bác nhá. Dây đai bảo hiểm hay còn hỗ trợ anh em trèo cây to. Cái này thì như thấy là cái đai to này thì là bên em bán 250. Thế còn có một loại đai, cái loại đai nhỏ thì bên em bán 200. Đấy, bảo hành 6 tháng các bác, yên tâm đi. Mẫu này thì dài 2 mét các anh em nhé. Đấy, em thông báo luôn về giá cũng như về sản phẩm để anh em dễ mua bán. Đấy, ngoài ra thì bên em cung cấp tất cả các số lượng rất là nhiều. Đấy, nên các bác nào đang quan tâm về cái mẫu quần áo bắt ong rừng hay là guốc trèo cây, ống nhòm săn ong thì cứ alo trực tiếp bên em để đặt hàng. Đấy, hôm nay số lượng đi rất là nhiều, em đang đóng hàng đây không nhá. Đấy, để phục vụ anh em trong cái mùa săn bắt ong của 2021. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi, em xin chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem được video này cho em xin một like, một đăng ký kênh nhá, và chia sẻ anh em bạn bè cùng biết.